When she passed her eye. Hello anh em. Và chào mọi người quay trở lại với channel của chị Z. Một con teo này đủ cân nhỉ anh em nhỉ? Xong rồi nếu mà đủ 4 vàng mình thêm con Crest nhé. Không thì mình sẽ roll nhanh một con khác. Được rồi. Floor này may quá. Mustard, Costa, Red, and Anasta. When she passed her, I cry each time I will see. Khỏe thế. Ba con bốn vàng này. Ui nhảy chết luôn kìa. Butter thì khỏe lắm anh em ơi, Butter đầu game nó khỏe. Chết. Mày khỏe này. Cày thế, cày thế. Mà gì mà cay cay thế, xin thưa rằng. Là gì cay cay. Xin con này luôn, ok này xin được. Khá ít rồng nên là mình cứ để một góc này, ok. Sao anh gì? Rồng à? Cứ đánh rồng đi bạn ơi. Cứ đánh rồng đi bạn ơi. Là có cũng không sợ đâu. Lo hai xiên anh em ơi. Con này hai xiên. Ba xiên. Ok nha. Teo ulti một phát. Mày đi đánh nha. Nếu không thể nhìn chung mình biết là trận này mình đánh cái gì rồi. Nên là cũng không gì bất ngờ lắm đâu. But each day as I walk through the sea, she walks in right in front of me. Shall I compare thee to a summer's day? Nhớ không ai có thương không? Check phát thôi. Chưa ai có thương. Ăn snow à? Đấy, teo đi đẹp nào em. Sợ con Grant là chết chứ gì mình kịp con tia. Ông Dan Snow gặp mình thì khó thật lòng. Mấy cái tóc trông hóa quá. She walked out home so slowly. But each day as I walk through the sea. Pick thêm một cái pháp sư ấy, nhìn cho nó tí đấy anh em. Nghĩ không ai có thương đâu nhỉ. Hay lấy hai con floor vào cho cũng tín. Hai con floor cho cũng tín nhỉ. Floor trông tín hơn. Bốn thú này anh. Ui, nó tín quá anh em ơi, tín quá. Chết dở anh em ơi, chúng ta chơi kiểu lấy thì đè người đi. Chất tướng như này thì khỏe quá. Ừ,
Đồ xấu rồi anh em ơi. Đồ siêu xấu rồi. Trận này mà đồ đẹp nữa thì gì đỡ được không? 1, 2, 3, 4. Lau rồi lấy về được. Kích nhẹ thì mai hệ. Thương bắt đáy à? Kệ. Kệ luôn anh. Quan trọng. Mà bạn không giết được con gì của mình rồi. Không giết được một con tướng nào rồi. Trừ nhiều đấy anh em ơi, đầu game mà kiểu anh em bị đè cái này nó bị ức chế lắm. Bán thần. Bán thần trông kín hơn nhỉ. Chơi đi. Đầu game nó bị ức chế này nó khó chịu lắm anh em. Khó chơi. Tâm lý. Anh em ra phát thằng anh em thua 6 con tướng chẳng hạn. Ác mộng. Thân ác mộng. Ma lốc các thứ. Thương mắt đáy bên này này. Đuổi sâu đấy. Ô, khả năng trận này thua này. Cái này trông có gì mà khỏe đấy nhỉ? VC2 à? VC2 cộng phù thủy à? Quả bài lạ phết nhỉ? 5 tướng đánh thăm 6 tướng rồi ơi. Không, quả bài này lạ thật. Bất ngờ thật. Không ngờ thật. Mới đấy anh em. Phù thủy. Hai con teo. Hai con teo ngon hơn. Oh, but I ask her slowly when she walks through the moon and sea. She walks right in front of me. Sớm quá. Sớm quá anh em ơi. Tâm lý lắm. Bán thần. Floor mình chưa, floor 2 mình chưa dám cho thú vào nhá. Floor 2 thì mình dám cho thú ấy. Bây giờ keo mình không có đồ. Keo mình khả năng keo này cầm máu thôi. Ba đồ kia chắc là ma lớp hay gì đấy. Thên. Thên à. Keo này thì cầm máu thôi. Cảm giác vuốt ngon hơn nhỉ? Liềm thì cho von cát cũng ngon. Nếu mà lấy vuốt thì chắc chắn phải đánh teo hoặc sao đấy. Lấy liềm đi. Có một cái thương bắt đáy rồi. Bạn này thì thoải mái cho mày bắt luôn. Bắt đáy nào cũng được. I will see my destiny to the end. Oh. Tiếc quả mất chuỗi thắng của mình. Đan sâu cho này tướng xấu này. Sâu cho này tướng đánh khó phết. Kết à? Kết là ngon nhất rồi.
Chắc xong còn bao nhiêu con. Thử này phát bán thần tầm này cũng chắc phải đi rồi em. Đủ vào thú hết á. Phát nộ hơi chậm. Nhà đen quả đấy đọc mà kia. Còn liềm mà. Còn một cái liềm, con này pha xiên cũng sợ. Hơi sợ đấy. Star, co-star, nano-star. When she passes her eye, cry each night away. I will see my destiny to the end. But I ask her slowly. Con thiên đôi. Con này do tướng mình khỏe nên mình thắng chứ không phải do gì đâu. Chị hai khỏe thế. Ơi không phải. Gì vậy rồi? Hè kết. Câm lặng. Chịu phết nhỉ? Từ này cũng khó chịu phết nhỉ anh em. Chịu thật sự luôn ấy. Bảy cái man lốc à? Tiếp này toàn máu đúng không nhỉ? Cần man lốc chúng ta hay là chúng ta lên 9 luôn? Nghĩ lên một con PC 2 mà lên 9 luôn được anh em. Sách thánh. Theo công ty đẹp đấy. Theo kia. Theo kia công ty đẹp. Coi mình công ty cũng đẹp. Theo này công ty đẹp đẹp này. Hai công ty à. Tao Vera cân được em ấy. Kèm một bạn. Truy hồn. Sao lại truy hồn thế nhỉ? To
I'm so glad my conscience and madness. Mà lúc này không sợ, mà lúc này xuống mình cọc vào đầu lên. Choáng nó liền anh em. Floor xuống đáy này. À, sao floor mình choáng vào đấy vậy? Công ty hết, chết hết, chết hết, chết hết. Ui. Tất cả đều yếu máu đen. Đấy con teo mình không hiểu sao đi bộ lên cao nhỉ. Teo mình đi bộ lên hơi cao. Eco thôi anh em ơi, chúng ta chậm chậm eco thôi, không vội đâu. Rồng thổi chéo này à. À, có ở đây à? Đẩy một góc ở đây đi. Vứt na cót lùi xa ra một tí. Con cát này đang choáng luôn này. Không sợ đâu. À, von cát ấy. Lo không bay, na cót xuống đây à? Ghét nhỉ. Mày ui ba tờ này cần hai được không? Không có, không được đâu, mình còn liếm nha, bạch lắm. Hai vòng nữa mình lên nhé, là ba vòng nữa. À chưa mua ma pháp nghỉ viện nhỉ, để ý mua nhé, mình hơi quên ấy. Chưa có một tí ma pháp nào. Còn Lily nữa. Ma pháp nghỉ viện. Phần thì mình bán Vera, bán này đi. Floor này vẫn gánh được, thoải mái. Floor xin đôi này, ok. Floor xin đôi xong mình xuống nó chơi mấy con kia. Na cót đáy này, thương đáy này. Cái gì vậy đây? Mới lạ nhỉ, mới lạ nhỉ. Con gát đáy này, ok. Dan Snow này, Dan Snow gặp mình choáng vào Dan Snow luôn này. Mày. Nhưng mà nó sẽ nhảy một phát anh em ơi. Nhảy một phát khi chết con ấy mình rồi. Giờ nhỉ. Có floor góc này không? Floor góc này thì hơi... đi đam. Castle cũng khỏe đấy, ra là con bon cát sớm phết. Cái thương xuống cuối phá mình, ma lốc nữa. Gramo lại rồi đấy. Hôm sau mình lên nhá anh em. Hơi khó đấy, game này cũng hơi khó đấy. Làm thêm cái giáp hồng mệnh, thêm sách thánh nữa. Cát tầng này chưa có đồ này. Ma lốc chưa thấy đâu nhỉ? Ừ. Ma lốc ai cầm không biết. Ma lốc bạn Dan Snow cầm 3 con nữa chứ mấy. Một bạn nào đó cũng cầm 3 con nữa. Hai bạn cầm 3 con, bạn này cầm 4 con. Sao trận này mình đánh Teo, Teo Chrissy, Lily tạo cũng được, thêm cũng được. Đồ này cho thêm cũng được. Không có gì. Đập thêm. Justice reigns supreme. I am the chair of the seas. Knights to me. I will see my destiny to the end. Rare không vượt lên ba đâu nhỉ? Này đi trước vậy. See
floor nó gánh. Cái game lắm rồi anh em mà floor nó vẫn gánh. Điên thật. Chẳng gì thay thế được nó. Anh cho cái choi lên cho con này. Nhưng mà cái đồ kia cũng ngon hơn nó. Không dám thay. Cho cái hai kết. Không, đồ bố bên banana ném cho ai? Vera floor. Thế một cái kia ném cho ai nhỉ? Mana nhá. Thủ cái mana nhỉ. Sách thánh thì mình cần sách thánh em ơi. Nhẹ một cái sách thánh. Cần red ha. I will see my destiny. Justice reigns. Lights is. Thuần anh em ơi, podcast nó có cái ấy rồi. Cái gì trông ghê gớm lắm. Thương bắt đáy thổi lên trên, ok. Thổi đẹp đấy, rồng ạ. Rồng này thổi đẹp đấy, xiên cho phát này. Rồng vẫn thua anh em ơi. Thên kia, thên một thên tanh hơi yếu. Để thế. Tên 2 thì yên tâm một tí, trận này không lấy đồ thủ thì con cát nữa. Cái bọn này phải tìm con cát nhá, tìm London tìm con cát. Đây là 3 bò này. The door to another dimension opens now. Justice reigns supreme. Do you know that there are 444 ways? Nhất quyết không ra rồi anh em ơi, chúng ta có một cái vấn đề siêu cấp to khổng lồ ở đây rồi. Dở anh em ơi. Cát này có gì cản nó không? Cót góc có đáy bên kia. Dan Snow để thương ở đáy nữa. Cái này đi. Thêm bổ phát đẹp nào. Tạp tạ. Sống anh em ơi, chúng ta sống được rồi. Đòi hỏi gì nhiều. Mà lúc trận này chắc khó này. Đang đẩy 6 thú lên xong rồi nhỉ. Hắn Maloc còn đi. Hắn Vera đi, nhưng mà không lên là Maloc 2. Ui, thêm 2. Maloc đi. Thêm 2 trước. Tìm con cát tiếp. Quyết không tìm thấy con cát anh em này. Bỏ hai con này đi lấy 2 thú đi. Thương bắt đáy bên này. Dồn quá. Không cần. Lo tiếp đi. Cũng floor gánh từ nãy giờ. Rồi, không có choi nó thì nó không bổ được rồi. Vẫn bổ một phát. Ok. Bổ đường thẳng này. Floor xiên đôi nào. Phát xiên đôi đấy bạn ơi, xiên. Ok. Nhưng mà vẫn thua anh em ơi. Đừng quay đây bạn ơi, ôi nhảy rồi. Không đỡ được, không đỡ được. Cái sợ ơi. Hai này cả hai cùng đi vui đi. Đó, kết thúc trận đấu luôn đi. Ôi giời ơi, đen quá. Không sao con cát ạ. Tiếc quá. Có cái sức tìm con cát không thấy. Ôi em ơi, cái mình này kết thúc rồi. Quả lẽ an ninh cho choi cho con thên. Con thên 2 rồi, lẽ an ninh cầm một cái choi. Không cần cầm đồ 14 mana, 4 mana cho con floor. Ném cái đồ con trương hải thần kia cho con crack 2 rồi. Mình hơi cuống tí em. Có choi con thên sẽ bổ được chỗ đấy mà. Tiếc quá. Tôi kinh nghiệm anh em ơi, bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh trong các clip lần sau.